Hello mọi người, em chán ha, cũng chán chán ngồi xé rồi mọi người. Bữa nay bóp gỏi nè, xiên bữa nay xiên bóp gỏi à, gà ủ muối nha, gà ủ muối bóp gỏi hoa chuối, thấy nó cũng dần dần ha mọi người, thấy hay hay ha. Thử mọi người làm nước mắm nha, rồi bào thêm mắm chuối vô. Thơm ghê. Gà ủ muối nhà mình nha mọi người, bóp gỏi bắp chuối nè, rau găm nè, rau quế nè, rau thơm nè, kính thưa các loại rau thơm bỏ vô đây mọi người, ngon xuất sắc. Cái gà này á mọi người mình ăn lạnh nha, mà mình bóp cái gỏi này nữa ngay nó lạnh nữa mọi người, ăn cái gà nó vẫn giòn vẫn ngon, rất cực kỳ đậm vị luôn mọi người. Mời mọi người nha. Cái này cái phần ức á mọi người, cái phần ức á hơi nhiều thịt á, mình ăn nó hơi ngán. Bóp cái gỏi này vô ăn